Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký văn bản số 1263, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho 5 địa phương triển khai các dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2011, có chiều dài toàn tuyến trên 197 km, đi qua địa phận 12 huyện thuộc 5 tỉnh thành phố, gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô kỹ thuật của tuyến đường là cao tốc đô thị với 6 đến 8 làn xe. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định. Bộ Giao thông Vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án thành phần, đồng thời tổ chức điều phối triển khai thực hiện các dự án theo thông báo số 180 của Văn phòng Chính phủ, phối hợp hướng dẫn các địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.